sự thật về độ giàu có của Hòa Minzy. Không chỉ xinh đẹp và sở hữu giọng ca đầy nội lực, Hòa Minzy còn khiến bao người trầm trồ với khối tài sản khổng lồ đúng chuẩn đại gia ngầm của Vbiz. Mỹ nhân gốc Bắc Ninh đã tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 25, gồm nhiều bất động sản giá trị, căn biệt thự sang trọng dành cho bố mẹ và những bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá. Mặc dù không phải tuyết phụ nữ thích khoe khoang, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ hiểu cô nàng giàu có ra sao sau 6 năm hoạt động tại showbiz. Chỉ từ 99.000, một bữa thật no, thơm ngon khó cưỡng. Tinh hoa ẩm thực Việt chỉ có tại Bông Sen Cớp. Thêm vào đó, mới nhất, Hòa Minzy còn khoe nhẹ sắp thẻ đen, hay còn gọi là Black Card, dành cho giới giàu sang. Được biết, Black Card là loại thẻ được ngân hàng phát hành với số lượng giới hạn, chi tiêu mỗi năm trên 250.000 đô la Mỹ, tương đương với 5,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân một năm trên 1,3 triệu đô la Mỹ, hơn 30 tỷ đồng. Thật không còn gì để bàn cãi về độ giàu có của cô nàng nữa rồi. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, chủ nhân bản hit Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp từng chia sẻ về thu nhập của mình rằng: "Thật ra thì nghề của tôi kiếm tiền không cố định, có thể và 3 ngày là có 500 triệu, cũng có thể ký hợp đồng xong một job là có 500 triệu, nhưng cũng có khi cả tháng không có show thì không có tiền."